nhận lời mời từ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kasim jomart Tokayev đã tới Hà Nội, khởi đầu chuyến thăm chính thức tại Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8. Đây là sự kiện lịch sử khi Tổng thống Kasim jomart Tokayev thăm Việt Nam trong cương vị mới, là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Kazakhstan trong 12 năm qua, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Kazakhstan, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Với diện tích 2.717.300 km2 và dân số 19 triệu người, Cộng hòa Kazakhstan là quốc gia lớn thứ 9 thế giới về diện tích. Nước này cũng nổi tiếng với lượng trữ khoáng vô cùng phong phú, bao gồm các nguyên tố như kém, barit, von Frum, bạc, trì, chrome, phospho và vàng. Kazakhstan cũng có trữ lượng dầu mỏ lớn, xếp trong top 15 thế giới với tổng trữ lượng 23 tỷ tấn, cùng với trữ lượng than đá hàng đầu thế giới. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 29 tháng 6 năm 1992 và đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Hai bên thường xuyên hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc. Mối quan hệ chính trị tốt đã mở ra cơ hội mới trong hợp tác kinh tế và thương mại. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế AO, ASEAN đã tạo ra cơ hội đáng kể cho việc mở rộng quan hệ thương mại giữa hai nước. Với hiệu lực từ năm 2016, hiệp định này đã đưa Kazakhstan trở thành đối tác lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN. Thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Kazakhstan chiếm 10% tổng giá trị thương mại của Việt Nam với ASEAN vào năm 2021. Hai nước cũng có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt sau khi có đường bay thẳng. Hiện có 7 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa hai quốc gia và Kazakhstan đã miễn thị thực đơn phương cho công dân Việt Nam kể từ tháng 9 năm 2019.